Không. Lần lượt. Lần lượt cô sẽ lót cho bạn Anh Dương không? Con cầm bằng tay nào. Mỗi bạn sẽ được một ít màu gì đây nhỉ? Xanh này. Màu gì? Và xem thì mình sẽ làm màu này nhá. Rồi. Cô sẽ lại cho này bạn này một ít màu xanh nữa này. À rồi. Các con giữ yên nhá. Không này. Tít. Cô mời bạn Tít ra ngoài nhá. Bạn Tít mà học như này. Đấy, bạn Hiển đã có một ít màu xanh rồi. Nào, các con cùng ngắm màu xanh của cô xem nào. Nó có giống màu chất diệp lục không? Ok. Quay vào đi, đừng nhịp để chơi như thế. Chúng mình, tất cả các bạn cầm đúng vào cái tay cầm của cô. Ok, xong rồi, nào. A cái cầm sai chưa? A cái cầm sai cho A cái nghỉ nhá. Sai không cho A cái cầm nhá. Con để đấy, lát nữa cô sẽ lau. Bạn nào nghịch nhá? Bạn màu giống chưa? Giống màu xanh của chất diệp lục của cái lá chưa? À giống rồi, bây giờ cô lại có một thí nghiệm. Các con ngó lên nào, chúng mình sẽ không nhìn màu xanh cho con. Nhìn cho cô xem nào. Giống màu xanh chưa? Giống màu xanh của lá chưa? Bây giờ cô sẽ có một thí nghiệm nữa. Cô sẽ cho mỗi bạn một chút nước này. Nhưng cô lại không cho các bạn. Bạn nào cũng giống bạn nào. Cô cho bạn sẽ một bạn ít, một bạn nhiều. Và cô thấy nhiều nước lên để chúng mình xem cái màu biến đổi như thế nào nhé. Nhạt hơn rồi. Thêm nước. Nhiều nước hơn. A cây cần nhiều hơn tới. Wow. Rồi. Nhạt hơn đấy. Đúng rồi các con. Cẩn thận vỡ nghe chưa? Cẩn thận nhá, chúng mình cầm. Bạn Tiết cầm thế nào đấy ạ? Cô đâu có ý như thế đâu. Được rồi. Được rồi, Tiết thích rồi đấy. Rồi nào. Đã hơi bị nhiệt. Cẩn thận đổ nhá. Cầm thận rơi đổ đấy. Rồi, và tiếp nào, bạn bon. Bao nào? Từ đó, đến mét này, đến mét này. Đầy hơn rộng. Chứ còn phải đầy. Ok, ôi chết rồi, chết rồi, chết rồi. Không sao, không sao. Nào, rồi. Bây giờ tất cả các con cùng, chúng mình cùng. Cầm đúng động tác nào. Cầm đúng, cầm, cầm đúng chỗ cầm nào. Cầm đúng chỗ cầm. Đấy, bon bon cầm đi. Đổ bớt đi. Không sao, đổ bớt. Rồi. 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 Ok, nào mời bon. Bon bon dơ lên. Các bạn dơ ống nghiệm lên xem nào. Bây giờ chúng mình sẽ theo dõi sự thay đổi màu sắc nào. Từ bạn Ánh Dương. Các nhìn bạn Ánh Dương thấy màu làm sao? Màu của Ánh Dương, màu của Hoàng Nam làm sao nhỉ? Màu ai đậm hơn? Hoàng Nam. Của Ánh Dương đậm hơn này. Tiếp tục, màu của bạn Xuân Hiển sao? Màu của bạn Hoàng Nam làm sao? Nhạt hơn rồi. Tiếp tục, màu xanh của bạn B so với màu của bạn Xuân Hiển làm sao nhỉ? Nhạt hơn. Ai đậm hơn, ai nhạt hơn? Ai đậm hơn? Đậm hơn. Bạn Xuân Hiển đậm hơn. Xuân Hiển nhìn thấy chưa? Của con với màu con B thấy đậm hơn. Nhạt. Tiếp, của bạn Tít với bạn B xem nào. Ai nhạt hơn, ai đậm của hơn? Ai nhạt hơn, ai đậm hơn? Tít đây cầm sai rồi. Tít cầm thế nào nhỉ? Tít cầm thế này các bạn. Con cầm ở đây. Ai nhạt hơn? Con nhạt. Đúng rồi, Tít nhạt hơn. Tiếp, thế bạn Tít với quả A cây xem nào, của ai nhạt hơn? Tít cầm sai rồi. Tít cầm thế nào? Con nhạt hơn. Tít cầm lại. Rồi. Ai nhạt hơn? Con nhạt hơn. Đúng rồi. Rồi, tiếp. Của A cây và của bạn Bon xem nào, ai nhạt hơn? Con. Có phải con không? Không phải. Bạn nào nhạt hơn? A cây đậm hơn. Con. Đúng rồi. Đúng rồi. Thế chúng mình đã biết là khi chúng mình cho thêm một chút nước, nếu mà pha màu với nhiều nước hơn thì